chờ anh trong chiều nay, nắng hôn đường phố dài, người qua đôi từng đôi, lắng nghe buồn xua tới, người vui sao là vui, nhẫn nhớ cười nói nhiều, lòng nghe như tịch liêu, vắng anh chiều hân hiu. Tình vẫn chưa nhạt phai mà vắng anh chiều nay, thèm muốn cho bàn tay nắm tay truyền ấm lòng, để không thấy cô liêu mà sao lại thiếu, thiếu đôi tay mềm hỡi chiều nay anh còn đây, ngóng em từng phút gầy, ngày mai anh lại đi, biết đâu rồi xa mãi, hẹn nhau sao lại quên, nắng lên đường phố buồn, hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây. Em có 1 triệu lý do để quên anh, nhưng lại vịnh vào 1 lý do để nhớ. 1 lý do vì tim em khó thở, mắt em mờ khi mình chẳng đi cùng. Người ta nói nhiều về đạo lý chung chung, rằng gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Em cho rằng là họ chưa nói rõ gió bao la sẽ gặp hết bầu trời. Gió có thể đi đến khắp muôn nơi, nên có thể gặp cả tầng mây cấm. Ngay cả ngày trời cuồng phong bão sấm, mây xám đen gió cũng ấp vào lòng, tạo thành mưa như nước mắt lặng cân, chỉ rơi xuống không nói lời tạm biệt, vì tưởng sẽ gặp lại nhau khi thấy lòng cần thiết. Ấy vậy mà gió đi mãi không về, mây thành mưa, thành sông suối sơn khê, đi muôn kiếp thành tách trà xuân đất. Gió cũng quên đi những lý do rất nhỏ để nhớ ra từng yêu quá một người. Tình vẫn chưa nhạt phai mà vắng anh chiều nay, thèm muốn cho bàn tay nắm tay truyền ấm lòng, để không thấy cô liêu mà sao lại thiếu, thiếu đôi tay mềm hỡi chiều nay anh còn đây, ngóng em từng phút gầy, ngày mai anh lại đi, biết đâu rồi xa mãi, hẹn nhau sao lại quên, vắng anh đường phố buồn, hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây, hàng cây yên ngủ say, cớ sao mình vẫn đây.